Hôm nay vừa mình đi là vừa ở đây nha bạn. Đây là ấp 1 xã Thái Trung nha. Hôm nay vừa mình quay xung quanh nè. Không, bên đây cũng là đường nông thôn, bên kia cũng là đường nông thôn luôn nha. Rất là nhiều nhà luôn các bạn. Đây nè. Chào các bạn, camera. Chào bạn nha. Bữa nay vừa có camera theo hành trình vừa mình đó nha bạn. Mạnh không nè. Bữa nay vừa mình leo cái cây dừa cao này nha bạn. Cây này cũng khoảng 17 mét ạ. Ba bốn quầy gì bẻ hết luôn á. Cô Lan bạn ơi, chào bà con mình luôn nha. Chúc bà con mình buổi sáng dễ nha. Chào bà con mình luôn. Tại vì dừa non già khô nạo gì con hết luôn nha bạn. Chờ cô hủ ra thôi. Quay luôn đi.
Vua Dừa đang được phát xuống nha các bạn. Cháy rất là sai luôn. Quay giờ thứ hai cũng đang được thả xuống rồi các bạn. Quay giờ rất sai luôn các bạn ơi. Rất sai luôn các bạn ơi. Khéo đừng cho chạy trái nha, nó dễ thương phớt. Rồi tới đó. Bung ra đây, bung ra đây. Rồi. Ba bồn nữa hả? Ba bồn. Rồi. Lên đi. Cái dừa bấm nó da đẹp không mày? Nó đẹp chứ. Video quay khá là dài rồi, cho chú dừa xin phép video tại đây. Xin chào, hẹn lại, bye bye các bạn.